Bây giờ thì mình có mặt tại một quán bún bò tại Huế, một quán nhỏ nằm trên đường Hương Huế. Bây giờ đang đợi đi làm bún bò. Quán này công nhân thường hay ăn ở đây. Cần là có phòng tập gym. Bây giờ gì đang làm tủ này. Mới nè. Anh ăn gì ăn? Thịt ăn chè và xài rồi răng. Đỡ ăn chè heo trứng rồi răng. Ăn là ăn chè chay chay rồi nữa mệt nữa. Bò khi bỏ cái tô thì mình chưa giờ có người ăn chứ đó quay thì hay quay thì chắc được đấy. Bởi tôi này trước cho rồi hồi tí rồi ăn là chế được mệt lắm à đây dạ của em ngồi đây dạ rồi đây là cái tô bún bò của mình này. Bây giờ cho giá vào nữa để có giá có sống có bao to. Bây giờ thì thưởng thức được tô bún bò của mình. Phải lâu đi ông mua số để ông biết bán cái máy không biết. Số cái máy đó. Thấy? Tạm ngang. Mua ra rửa. Thôi bạn tạm ngang. Cái đài cá tạm ngang. Ông định mua vé số. Bạn móc rồi à? Chủ công ơi. Đi bạn về số. Tí lắp cái da rồi tí còn tí một nữa chưa ok rồi vừa ăn buồn với bạn về số. Cái này Rồi. Con quái cảnh làm bún như vậy. Dạ. Buồn đấy, có thêm tỷ muối, muối tiêu ở trên. Mắt không cần được, không ba mắt không được đâu. Cha tôi đi đây mà có ai mà khách nặng mà không lên mà có nhiều người thấy hỏi em nữa. Hỏi cũng không dùng tỷ muối đây, chú đây, cái đen của chúng. Nghịch bằng đứa lên á. Dạ. Lên bằng tệ ngoại sử dụng ơi, cũng dùng tỷ. Rồi, em gái Vương Quê. Dạ. Rồi bỏ đâu vào. Dạ, quán gì thị dụng tại đường Nguyễn Huệ. Cái đấy
là tin thúc dần rồi. Tin thúc dần. Cái này là thuộc diện của sự kiện này. Cái này là 11, cái bên em năm sau như là 11. Cái này là sự kiện. Rồi đây em, dạ, rồi, má tôi bò nữa. Rồi, ý thân. Dạ, đúng thưa, có người tin tài giảng ạ. Dạ. Những khách đang ăn giống em đi, anh tông lên cũng là dưới biên tài khó đi. À, dạ. Mà chủ đã chạy cùi chứ mốt. Rồi, đây là em bò. Rồi, hai số nữa. Cảm ơn. Làm đi, cuộc đời là anh đưa em vào Hà đúng không ấy? Đây là một quán ván đường nhỏ 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 thế này. Đó. Sau khi ăn bún xong thì bây giờ mình qua bên nhà sách thì cùng mình tham quan một số đoạn đường từ quán bún đó sang nhà sách, tại vì chỗ này gần cái khu vực trường học, vì vậy mình quay cho các bạn xem cảnh đường ở đây luôn. Đó, cái đoạn này là công viên này. Thì mình đi tới một đoạn nữa thì trường quốc học, mình qua trường quốc học rồi, bây giờ tới đường Hai Bà Trưng rồi. Hai ngôi trường này cùng nằm trên một trường đường, đó chính là Lê Lợi, và cũng nằm gần khá gần về nhiều di tích nổi tiếng giống như là cầu Trang Tiền đâu kia, rồi có một số khu vui chơi như là phố đi bộ, bên tay trái mình là phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu này. Đó. Bây giờ thì mình qua bên nhà sách để đọc sách một chút vào buổi sáng. Nhà sách thì nó nằm ở bên cầu Phú Xuân, nhà sách nằm bên cầu Trang Tiền nhé. Trước kia thì nó có tên là nhà sách Phú Xuân, bữa nay thì đổi tên nhà sách Hương Nam rồi. Bây giờ thì chúng ta tới cầu Phú Xuân lên này. Đây là cầu Phú Xuân. Bây giờ thì mình tiếp tục đi thẳng tầm 1 tỷ nữa thôi, chúng ta sẽ tới cái cầu Trang Tiền. Ở đoạn này thì có một số cái di tích kiến trúc xây dựng của Pháp để lại. Đoạn đường giữa hai cái cầu Phú Xuân và cầu Trang Tiền á, thì có một số kiến trúc Pháp để lại, với là nó có thêm một số cái căn nhà vườn. Và khi vào đây mình có thể thấy những cô gái mặc áo dài ở phía bên trong, chẳng hạn như khu vườn bên này chẳng hạn này. Tham quan miễn phí, mình có thể tham quan phía trong. Chỉ cần tới về thêm vài trăm mét, vài chục mét rồi thôi á, là chúng ta thấy cái cầu Trang Tiền rồi. Thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem thử cầu Trang Tiền ở phía như thế nào. Khi qua cầu Trang Tiền thì giới thiệu cho các bạn có một cái hotel mà gắn liền với cầu Trang, đó chính là Hotel Marine, Sài Gòn Marine này. Đó. Nó nằm cạnh bên cầu Trang Tiền luôn. Bây giờ thì mình sẽ lên trên cầu. Đây là cầu Trang Tiền này. Cái cầu Trang Tiền thì nó gắn liền với là cái phường Vĩ này. Một cái loại tư tưởng họ chụp ảnh ở đây. Bây giờ họ vẫn đang chụp dưới đây. Sông Hương. Bên kia sông là cầu Phú Xuân. Bây giờ thì mình đi thẳng này. Đi thẳng chỉ cần hết cái đoạn đường này thì chúng ta sẽ tới nhà sách. Thì bây giờ cùng mình vào nhà sách Phú Xuân, nhà sách Hương Nam để mình. Bây giờ thì cùng mình vào trong nhà sách khám phá sách thử nhà sách có gì nào. Bây giờ thì mình đã có mặt tại nhà sách Phú Xuân. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong. Như những nhà sách bình thường ở Huế thì mình phải cất ba lô vào trong một cái hộp nào đó. Sau đó thì mình mới có thể đọc sách. Và bây giờ thì cùng mình khám phá cái không gian trong này. Ở đây được thiết kế rất là yên tĩnh, phù hợp cho nhiều bạn trẻ, chẳng hạn giống mình. Ở đây có rất là nhiều loại sách, từ sách giáo khoa cho đến những sách về kinh doanh khởi nghiệp. Rồi ngoài ra nữa nó có cái quán cà phê riêng mà các bạn có thể ngồi, mặc dù nó đắt hơn so với bình thường một chút, nhưng mà cái không gian này rất là tuyệt vời dành cho những cái bạn mà đam mê đọc sách giống mình.
đọc sách rồi, thì bây giờ mình đang có mặt trên một cái tuyến đường tại đối diện với Cốc Mát. Thì chỗ này chúng ta sẽ tới gần chợ Đông Ba. Có một cái gì bạn trai mình thường hay ngồi đây này, mì. Đây bạn trai. Thì cùng mình đi ghé qua chợ Đông Ba một chút, tham quan một chợ như thế nào. Rồi sau đó thì sẽ khám phá những địa điểm khác ở thành phố Huế. Bây giờ mình đi thêm một đoạn nữa thì mình sẽ qua được chợ Đông Ba. Bây giờ nó nằm ở bên kia đường rồi kìa. Chợ Đông Ba nó nằm ở bên kia. Bây giờ mình qua đường ở đây. Đây gọi là leo rào ấy. Đây khu vực này là ở trước cổng chợ. Thì họ sẽ cho giữ xe ở trước cổng chợ. Ở trước này thì họ sẽ bán những cái đồ bình thường thôi, như là mắt kính, những cái đồ để bán khách du lịch á, mũ nón, mắt kính. Và có một số cô mà bán hàng rong á thì sẽ bán ở trước chợ, như là bán đồ ăn, thức uống, rồi bán những loại trái cây sơ sơ thì họ sẽ đặt ở trước chợ này. Chẳng hạn như là có gì bán nhà ở đây thì di chuyển một cái xe tới. Bây giờ thì cùng mình đi tham quan một chút trước cổng chợ trước. Đó, đợt này là có cái bảng tên chợ Đông Ba này. Mình thấy trước mặt chợ. Bây giờ thì đi bộ vào. Mùa này là mùa thanh tra và mùa bưởi. Ở đây họ có bảng bưởi đỏ này. Thanh tra, bưởi này chắc là bưởi da xanh. Đoàn này như đoàn người Thái Lan, khách Thái Lan thì phải. Đó, đánh hàng rong. Bây giờ thì cùng mình vào phía trong chờ, khám phá xem từ trong chờ có cái gì này. Ở đây bán đồng hồ này. Ở trước mặt chờ đây là có bán hàng trái cây. Nón lá được bán, nón lá rồi còn cả nón sen. Ở trong này nó có bán đặc sản như mè sừng này, mè sừng, mắm tôm. Dạ không ạ. Thì mình đang đi trong chợ. Dạ. Vàng muốn đeo chụp hình được. Ở đây còn một quầy hàng bán mực cả. Đi đang bán nón. Người bạn người Thái đang mua thanh tra này. Thanh tra Huế.
Ba tại 50. Giữa rằm tháng 7 và rằm tháng 8, nếu mà các bạn đi chợ ở Huế vào những ngày này thì đừng quên là gài một cái sạp nào đó về thanh trà, về bưởi như sạp này chẳng hạn, để có thể thưởng thức đặc sản của thành phố Huế. Và bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo, và đừng quên là nhấn nút like, share, đăng ký để nhận được những cái video trên kênh của Sống Huế Phú Thành.